chị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị chứ. Chị dám với Chương nha. Huy Chương vàng hả chị? Chương vàng nha. 5 giờ dậy gội đầu xong dọn qua phải gấp thay đổi hình tượng. Lần đầu tiên làm chị trâu. Nên nuôi sợ đầu ghé. Mình cũng phải cưa rồi. Phải cưa bớt sợ chứ. Ngồi tí nè. Hai chị lên luôn nha. Đi trước đi. Chị ơi, mình lên. Hôm nay Quy Chương về không chị? Suy chị, mấy bữa chị đặt cũng dữ lắm mà. Cố gắng thôi, cố gắng. À, khoan nha. Sẽ đi theo mình nha. Đi cho cái phòng vô trong cái chuyện. Thứ hai tôi là em sẽ bằng thép để không cho nó rò tay chúng tôi.
tương đối thôi chứ không thể nào mà nó mà coi được 100% đâu. Ai đủ quốc vậy cả? Nhưng người ta không biết nổi dây các bác. Hello, mình là cái winner của cái tournament. Mình bắt đầu, mình rất là motivated tonight. Đam mê rồi.